Nhi luôn hả? Ghê vậy. Trời ơi, cháu tôi nghĩ nó nhỏ lắm. Càng lắm chắc dễ chịu hơn mấy bữa nhiều hơn tức. Bữa sau sau chị lấy hết. Năm nay nhà có về quê không hả? Không ai về hết hả? Ông bà có vào không em? Rồi con trong đây hết à?
này tự nhiên có một cái về ở đây là tốt. Nhanh lắm, dừng lấy nhanh lắm. Taxi. Thank you.
Yeah.